Xin chào anh em đang theo dõi kênh YouTube Điện Năng Lượng Mặt Trời Công ty Big Bang Solar. Hôm nay em xuất đi một combo cho khách hàng chạy xà lan nhá. Xà lan khách bên em lấy một inverter Hybrid Loop Power bản SNA 5kW này. Kèm theo là một hộp tủ điện đấu nối sẵn nhá. Một cục pin lưu trữ lithium SV51.2V 100Ah, cục này lưu 5.12kW nhá. 5.12kW, 5.12 số điện. Đó, thì bên em đã làm sẵn hết rồi. Hệ chạy độc lập cho xà lan, lắp trên xà lan. Đây. Thì khách hàng kèm theo ở đây là 8 tấm pin năng lượng mặt trời nữa nhé. First Solar ở đây, 8 tấm pin. Đó. Thì với cái hệ thống này thì điện năng lượng mặt trời từ tấm pin năng lượng mặt trời chúng ta sẽ đấu vào 2 PV ở đây. Mỗi PV là 4 tấm ha. PV1 này, PV2 này. Chúng ta đấu, em có để sẵn cực dương và âm ở đây. Dương và âm ở đây. PV1 cộng và PV1 trừ, PV2 cộng và PV2 trừ. Thì chúng ta đấu các tấm pin lại với nhau. Chúng ta đấu lên trên đây. Cực cộng PV1 này, PV trừ vào đây này. PV1 trừ này, PV2 cộng này, PV2 trừ vào đây nhá. Rồi, ok. Thì với cái hệ thống này thì một ngày bình quân cho chúng ta 8 tấm pin 6 tấm pin nhé. Hệ là chạy 6 tấm pin nhé, không phải 8 tấm. 6 tấm chúng ta đi một PV đầu vào thôi. Thì chúng ta sẽ đi một PV1. Sau này chúng ta cần thì chúng ta sẽ nâng cấp thêm một dàn PV2 thêm 6 tấm nữa nhé. 6 tấm pin năng lượng mặt trời thì nó loanh quanh cho chúng ta được khoảng gần 3kW nhé. Gần 3kW tấm pin năng lượng mặt trời. Thì với hệ thống này thì ngày bình quân chúng ta thu lại được 12-15kW số điện. Thì một tháng thì bình quân sẽ cho thu lại được khoảng 450-500kW điện nha. Tiết kiệm được khoảng 1 triệu 900 đến 1 triệu 2 gì tiền điện gì đấy. Đó, thì chúng ta sử dụng cái hệ thống này thì sẽ cho thu lại được một ngày khoảng 13-15kW điện này. Và lưu trữ đây cục này 5kg này. Lưu trữ 5kg ha. Và số kW còn lại thì chúng ta sẽ hòa lưới cấp tải vào ban ngày. Số kW dư từ tấm pin năng lượng mặt trời vào máy inverter thì nó sẽ nạp vào cái cục pin lưu trữ ở đây nhá. Thì ban đêm thì chúng ta sẽ lấy pin lưu trữ ra, chúng ta xả ra cấp tải chúng ta dùng. Sau này ví dụ chúng ta tải, chúng ta sử dụng, chúng ta cần nâng cấp thêm thì chúng ta có thể mua thêm tấm pin năng lượng mặt trời, lắp nốt một PV còn lại và gắn thêm một cục pin lưu trữ nữa để nâng cấp công suất hệ thống, kéo dài cái thời gian sử dụng cho phụ tải của gia đình mình trong trường hợp mà chúng ta dùng cần nhiều hơn. Ở đây cấu hình này thì cục pin lưu trữ ở đây thì được bảo hành 5 năm theo hãng nhé. Pin này là pin SV rất là nổi tiếng rồi, thì nó có giao tiếp, bản này bản treo tường, đặt trong phòng cũng rất là đẹp. Anh em là có nhu cầu cần thẩm mỹ cao thì chúng ta có thể mua dòng SV này, bảo hành 5 năm, có giao tiếp 6.000 lần sạc xả. Đó. Cặp rắc kết nối là rắc kết nối nhanh, cắm vào là xong, tay treo đây, về chúng ta treo lên dây kết nối giao tiếp với cổng Leon Can 485 trên máy inverter. Thì hiện tại là máy đã nhận giao tiếp là 100Ah, về chúng ta cứ vậy cắm thôi. Phần trăm pin là 50% này, dùng 50% pin này, 100Ah này, điện áp 52.4V này. Pin này điện áp 52.4V này. Đang xả dòng 1A cho máy inverter. Phần trăm là 51V này. Điện áp từng cell này, 3.2, 3.2 rất là đều nhau. Này. Nhiệt độ của từng tổ cell pin bên trong này, 32, 31, 31, 32 độ này. Đó. Tương đối đều, pin khá là đẹp, thẩm mỹ cao ha. Máy inverter ở đây thì loop power ở đây thì chúng ta có thể chạy độc lập, chạy uplink thì cho chúng ta công suất backup được phụ tải là 5kW tải. Thì 5kW tải là gồm những gì? Thì ví dụ như là một cái điều hòa 1HP thì nó loanh quanh khoảng 700-750W. Đó. Bếp ấm siêu tốc thì khoảng 1.700W này. Bếp từ nó khoảng 1.500-2.000 này. Đó, bếp từ này. Đèn chiều sáng một vài trăm watt, tủ lạnh nữa. Đó, thì chúng ta sẽ xài full cùng lúc được những cái tải thiết bị như vậy, không có vấn đề gì cả. Ha. Vấn đề là pin lưu trữ hoặc là tấm pin năng lượng mặt trời có đủ cấp tải cho chúng ta không thôi.
Còn con máy thì công suất backup rất khỏe, lên đến 5 kW. Đấy, thì sau này ví dụ tải sử dụng tải nhiều cao và sốc cùng lúc thì chúng ta có thể nâng cấp thêm pin lưu trữ hoặc là tấm PV năng lượng mặt trời nhá. Tấm pin năng lượng mặt trời mình quay một chút cho anh em xem. Tấm này tấm pin Mỹ First Solar ở bên mình. Đó. Thì xuất đi. Thì mình sẽ lau lại vệ sinh một chút. Mặt kính này nó hơi dơ. Tấm pin này hiệu suất rất là cao. Kho mình cũng gần hết rồi. Anh em nào nhanh tay đặt mua thì đặt inbox cho mình nhé. Ngoài ra dòng pin bảo hành 5 năm cao cấp thì mình có thêm dòng pin gearbox 5E nữa. À 10S nhé. Dòng cao cấp bảo hành 5 năm có giao tiếp lưu trữ đến 10 kg, cục này là lưu trữ 5 kg này. Đó. Để combo đây tổng giá bao nhiêu tiền, cộng lại bao nhiêu tiền anh nhỉ? Để báo luôn anh em biết này. Combo là bao gồm là một máy này, một pin lưu trữ này, 6 tấm pin này, đầu nối tủ sẵn, đấy, phụ kiện kèm theo dây dợ hoàn thiện hết là 67 triệu mấy trăm nghìn đúng không? 67 triệu 250 nghìn nha anh em. Đấy. Giá cũng rất là tốt, với một hệ thống như này chúng ta có thể chạy được thoải mái các cái phụ tải gia đình mình. Ngoài ra dòng pin lưu trữ 5 kW này mình cũng có cục này thì nó gần 30 triệu rồi một cục rồi. Thì chúng ta có thể dùng các dòng pin lưu trữ 5kW dòng phổ thông thấp hơn như là dòng pin lưu trữ gearbox 5E ở đây, cục này nó chỉ khoảng 18 triệu 800 nghìn, thì chúng ta có thể tư lắp thêm cục này, lắp cục này nữa để giảm cái cấu thành giá thành sản phẩm đi một hệ thống đi ha. Đây, pin 5S này đấy. Rồi ok, cái video của mình đến đây là kết thúc. Mình cũng chuẩn bị xếp hàng lại và gửi đi cho khách hàng. À cái chỗ này đây, có cái CB ở đây là CB lót ra tải nhé. Tất cả tải thiết bị đầu ra anh em đấu vào đây giúp em nhé. Tải đầu ra gia đình, đấu cái CB LS này, đấu vào đây giúp em. Thì hàng thiết bị của mình đều là hàng cái thiết bị Funetech và LS, hàng xịn nhé. Đó. Mình sẽ không dùng các cái hàng không đúng chất lượng đâu. Thì nếu để đảm bảo chúng ta sử dụng lâu dài nhất. Máy inverter. Hiện tại mình đã xuất lên xe rồi, thì chuẩn bị chở đi 6 tấm pin này. Tấm pin này sẽ được đai cố định vào các góc nhé. 4 góc 4 cái cục này và dây đai siết lại ở giữa. Pin lưu trữ vào máy này, tủ điện này, cáp kết nối xuống này, phụ kiện nhôm lắp đặt luôn nhé. Đó. Chuẩn bị xuất đi, chở nguyên xe đi như thế này đi này. Rồi ok, anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ số điện thoại để trên màn hình nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em. Chào, hẹn gặp lại những cái video tiếp theo.